Ok anh em, đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Minh Di Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ luôn mọi. Và sau khi anh em có theo dõi cái video Khải tăng trang đẩy hoàn toàn những cái món đồ đẹp về cho anh em mi rồi đánh đại hội anh hùng vào lúc 7:10 tối hàng ngày, thì thực sự đặc điểm môn Khải sẽ chuyển về Nam Hành nha mọi người. Thì anh em hôm trước Khải cũng phát Khải lên Nam Hành rồi, thực sự Nam Hành thì kháng khá ok, nhưng mà hiệu ứng chó thì lại không có mọi người. Nên là ngày hôm nay thì Khải đã tăng trang được cái nhẫn chống 40 ống 1. Thì nói chung thì bỏ bất kháng họ ở cái nhẫn đi, và Khải sẽ tăng trang cho nó 40 chón ở cái nhẫn này thôi nha anh em. Thì sợ thì ạc này sẽ có 85 chậm. Đó, 85 chậm chắc kèo, và kèm với 40 chón thì đủ để có thể đánh đường môn nha mọi người. Nói chung là tương đối đủ rồi. Thực sự Khải vẫn thích cái hướng nó là 80 chón 80 chậm hơn nè. Rồi ok, bây giờ chúng ta lên đã thôi mọi. Nói chung tại vì là xếp đồ không còn nhiều sự lựa chọn nhiều nữa mọi. Tại vì đồ thì không có, ạc thì khá là nhiều. Muốn đánh con game mi để đi solo đại hội anh hùng này nó các kiểu là điểu, thì phải chuyển sinh cốt về cho nó và đồ đạc đẹp đẹp phải chuyển hết cho nó luôn em ạ. Còn ngày đường môn này thì Khải sẽ đánh tông kim, thì với hiệu ứng chống 40 thì liệu có đánh được hay không thì Khải nghĩ cũng khá tương đối này mà. Anh em cùng chờ đợi một chút, Khải chúng ta cùng lên đảo nha. Đây, let's go. Lên đảo sớm cuộc tinh thần thì sự khá là thố này mọi. Một lần lên đảo tốn khoảng tầm 60.000, năm 60.000 Việt Nam đồng. Rồi ok anh em đợi tí. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ tải tỷ mang vào cho anh em xem nha. Tại mang sức mạnh này, thông pháp này, hết đồ vô này. Này cái set năm hành này khả năng dành cũng lâu rồi, nói chung khi nào cần thì sử dụng thôi nè. Set năm hành của Khải khá là tương đối, không phải xấu này mà, khá là tương đối chứ không phải xấu đâu nha. Rồi, đó lượng phòng thủ được 70, tại vì đang có kháng cả 10 tự phi phong rồi nè. Đó, kháng nó nè, khá là đều ok chưa. Đó. À, cái áo này thì Khải đang chơi cái áo cái áo kiểu áo trắng, áo không có gì luôn này mà nhìn cho nó gà từng tí đó. Rồi kháng khá ổn nè. Đó ok, về Nam Hành thì kháng nó khá ổn nè mày, ổn hơn set hiệp cốt khá là nhiều. Nhưng mà ngược lại một cái thì được cái này mất cái kia, nó lại không có 80 thời gian chó nè mày. Thì Khải cố gắng bù cho nó được 40 thời gian chó ở này, thì nó được 40 chó nè, lượng hỏi được 24 và giá truyền 15 là 39 đó. Và kèm kháng cả 5, kháng cả 10 thì cũng được hơn 5 bit nè, cũng được hơn 5 bit. Rồi tăng điểm nè, tăng điểm sẽ cho nó hiệu quả ăn tí nha nè. Hồi trước Khải hay tăng ở đây là 700 7, để xem thử trong này nhiêu. 7.7 hôm này Khải tăng 7.7 được tay thôi, 7.5 là Khải cố gắng dùng máu ống tí thử ổn định luôn. Máu hàng 9, ui hôm này hết dòng event này mà anh này, còn 2.7 quá thảm. 29 nếu có dòng như mình thì Khải được khoảng 3.100 máu. Thật sự là máu trong này yếu quá, chỉ giảm 100 lực tây rồi nè mày. Với cái set năm hành này thì thực sự là lượng máu khá là thấp, máu khá thấp nên là chắc là phải bớt lực tây lại một tí để đại máu lên cho máu thấp quá nè mày. Còn cái set hiệp cốt đi kèm với những món phòng thủ lý hôm trước của Khải á, con nghe mi đang dùng á, thì thực sự máu me nó khá là nhiều nè. Món nào cũng trên 100 máu, món nào cũng trên 100 máu. Cảm giác máu khá là dồi dào. Đây khá chắc là khách anh còn 7.500, 7.500 mất đi. Uầy, mất đi 200 đam. Mất đi 200 đam, bù lại 200 máu nè. Mất đi 200 đam, bù lại 200 máu. Này canh nhỉ, này chắc khoảng tròn 3k máu đi, trả lên 7k6 lục tây nè mày. Mất đi 200 đam tiếc quá nè mày. Mất đi 200 đam, bù lại được 200 máu, vãi nồi. Ok, 7.600 đi. 7.500 chứ. À 7.600 chứ. Lên 6 lục tây đi nè. Rồi, 7.600 là chuẩn rồi. Rồi 3.000 máu. Khi nào anh ấy vần thì nó sẽ lên lại 3.200 máu nè, là vừa đỡ tương đối nè mọi người. Mana thì 8.2 là ok rồi. Còn nếu như mà cảm giác kháng họ yếu quá thì Khải sẽ mang cái nhẫn này vào nè. Đây, mang nhẫn kháng họ này vào. Hiện tại kháng họ được 59 này, nên mang kháng họ này vào thì kháng họ lên được 74. Đó, lượng kháng khá đều này chưa. Nhưng mà với hiệu ứng này á, thực sự là đi giao tranh nó không có chóng á mọi người. Thực sự là rất khó đánh luôn nè. Đi tống kim này nọ không có điểm chón á, rất khó đánh. Nói chung là tùy cơ không biết thôi, cảm giác như thế nào thì mình có thể thay đồ thôi. Nói chung là không sao cả, hôm nay chơi được rồi nè.
cảm giác mà không ổn thì mình có thể thay về cái nhẫn chón đó. Nó có hai hướng vậy thôi. Ok cho anh em. Rồi anh em xem video này đừng quên để lại cho Khải một like sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Đó, lần này sau khi lên con Gammy xong set đồ thì thực sự set đồ này của Đồng Môn thì quá ok rồi. Đây chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại set đồ Gammy của Khải này anh em ơi. Gammy này thì Khải sẽ tăng trang cho nó và sẽ đánh đại hội anh hùng vào lúc 7:10 tối hàng ngày, mọi người đi solo hàng ngày được kìm ra ngôi đại anh hùng của mấy chỗ S8 Phật Sơn ký sử này. Trang chủ game công thành chiến sư .net hàng ngày nha mọi người. Đây anh em cùng xem sơ qua set của Gammy sau khi Khải đã tăng trang. Đây anh em. Đó. Hiện tại phần thủ lược 75+1 khá là trâu, anh em thấy khác biệt hoàn toàn ở set năm hành Gammy lần trước Khải mang nha anh em. Lần này Khải đổi thành Gammy nam nha mọi người, Gammy border nam nha anh em. Và anh em thấy hiệu ứng kháng băng không? 75+3 thì thực sự là ở đánh đại hội anh hùng thì đa số là solo 1-1 thì chúng ta ngại ngùng nhất đó là năm độc, cũng như là ngại ngùng nhất đó là Gammy trưởng, cũng như là tiếp tục đó là Thiên Quân Bang. Thì Khải đã khắc phục được ba cái điều đó. Đầu tiên đó là về hướng năm độc. Về hướng năm độc thì Khải đã trang bị cho mình được 160 thời gian trúng độc này mà. 40 đó, đó là thời gian trúng độc nha. Và này 30 thì kèm với cái thanh âm thì lên được 10 nữa thì được 40 nữa là 120. Và gia chiên này Khải tăng trang thêm gia chiên 40 nữa thì thiệt sự ạch của Khải sẽ đặt mốc 160 thời gian chúng độc. Thì với thời gian 60 thời gian chúng độc này thì Khải khẳng định có thể đánh được với những cái năm độc tầm với thời bây giờ nha năm. Thới thời bây giờ nha. Rồi và hướng kháng băng thì anh em thấy là kháng băng Khải 75+3 thì anh em cũng nghĩ đi, với hiệu ứng 75+3 và hướng làm chậm thì Khải cũng được mốc 80 rồi thì cũng không có ngại Gammy lắm. 75+3 này vào tay kháng băng 24, vũ khí kháng băng 24, vũ khí kháng băng 23 chứ. Rồi nhận kháng băng 21 và ngọc bội kháng băng 26. Đó còn vào là những món kháng tất cả. Đó. Đó. Thì với hiệu ứng này thì kháng băng 75+3 thì Khải nghĩ có thể đánh được với Gammy. Chị Gammy đánh với Gammy thì chị cứ đứng đợi thằng nào anh đam đó thắng năm chứ không thể nào kết thúc nhanh và liền được luôn nè. Đó, đó là cách hướng phân đấu với Gammy. Còn hướng phân đấu đánh với Thiên Quân Bang thì thực sự là hôm trước Khải có đánh với Thiên Quân Bang một trận và cũng đã lên ngôi đại hội anh hùng ngày 4 tháng 5 vừa rồi. Đó thì thực sự là với hiệu ứng phòng thủ 75 thôi thì Khải cũng đã lên ngôi vô địch rồi. Thì hôm nay là Khải đã đạt được cái mốc 75+1 thì thực sự là quá trâu này mà. Đâu nói Thiên Quân Bang kết thúc Khải thì thực sự là rất khó kết thúc Khải. Đó đơn giản chưa, ba cái hướng Khải đang đưa ra thì Khải đã khắc phục được. Khải chỉ ngại là gặp võ đăng quyền cũng như là gặp võ đăng kiếm thôi mọi người. Thực sự trong đại hội anh hùng thì võ đăng rất là hiếm nên là Khải nghĩ thì tương đối mà lên ngôi thì khá là cao. Đó rồi anh em xem video đừng quên đã lại cho set đồ cũng như là sự thay đổi giữa hai hạt Gammy và Đường Môn này. Một like cho xe ủng hộ cho anh em ơi. Con Gammy này á sẽ đi solo 1v1. Đó. Con Gammy này sẽ solo 1v1 cũng như là chuẩn bị đi đánh liên đấu. Đó. Rồi con Đường Môn sẽ đi tống kim hàng ngày nha mọi người. Đó, là set của Gammy. Nên thấy ok chưa? Đó, set đồ khá khai tăng trang thiệt sự từ đầu server đến giờ là những món đồ này là đa số những món đồ một là mua, hai là đa số khả đánh ra nè mà. Đấy. Toàn đẹp nha, hiện tại bây giờ là cái nón này cũng hàng đẹp nè, dây này cũng hàng đẹp lắm mọi người. Nhiều anh em xem trên live anh em chưa hiểu á, cái server này đồ xanh nhưng mà thực sự những món khả năng sở hữu á cũng khá là đẹp chứ không phải xấu đâu mọi người. Đó. Thấy chưa? Rồi. Ok anh em chưa? Anh em đang xem thì đừng quên chiêm ngưỡng video này cũng như là chiêm ngưỡng set đồ của Gammy xong thì đừng quên đó lại cho sự thay đổi này giữa hai hạt này, một like cho sự ủng hộ cho anh em ơi. Khả sẽ nhường nhịn về một cái hướng đồ cho của Đường Môn về cho Gammy để chúng ta có thể đánh solo và đi đại hội anh hùng hàng ngày và cũng như là đánh liên đấu. Còn con Đường Môn này cũng vậy nè, thì Khải sẽ chuyển về hướng này thì cũng có thể đi solo liên đấu các kiểu ok luôn đó. Nhưng mà chủ yếu là đi tống kim là hơi đuối thôi nè. Đó với set đồ này thì đi tống kim hơi đuối thôi tại vì nó có không hiệu ứng chón, mà nếu mang vào cái này chống 40 thì nó chỉ có 40 chón thôi. Thực sự là giờ đang trong tống kim khá nhiều, với 40 chón thì không biết làm ăn được gì không đây. Rồi đó hiệu ứng khác em đó, nếu mang cái nhận kháng họ vào này, nếu mang cái nhận kháng họ vào này anh em xem thì kháng khá đẹp nè. Đây anh em thấy kháng chưa, quá đều chưa, thằng này thiếu cái ấn thôi em ơi. Có ấn phòng thủ 25 nữa thì thực sự là 75+1, nếu mà được lên 75+1 thì Đường Môn nó sẽ trao hùng tí. Rồi anh em xem video đừng quên đó là cho video này sự thay đổi này của hai hạt này của Khải, một like cho sự ủng hộ chơi năm ơi. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye mọi người, hẹn em vào những lúc đại hội anh hùng vào lúc 7:10 tối hàng ngày nha anh em ơi, và những trận video liên đấu trên kênh của Khải nha mọi người. Kính chúc anh em vui vẻ, bye bye, đừng quên nhấn nút like đăng ký kênh ủng hộ sự thay đổi này nha anh em.